chào các bạn. Như các bạn đã biết thì thị trường động cơ điện ở Việt Nam là một thị trường rất lớn, kèm theo đó là rất nhiều nhà cung cấp cũng như là nhà sản xuất động cơ điện khác nhau. Tuy nhiên thì đa số hiện tại ở Việt Nam thì đang lưu hành là các loại động cơ điện có hiệu suất thấp IE1. Tiên phong trong đó thì có thương hiệu Bizam Việt Nam, chủ yếu tập trung vào sản xuất các loại động cơ điện hiệu suất cao từ IE2 trở lên, bao gồm IE2, IE3 và IE4. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái dòng động cơ điện Bizam sử dụng tiêu chuẩn hiệu suất cao IE2, IE3 và IE4. Xin mời các bạn hãy đón xem video ngày hôm nay. Như các bạn đã thấy ở đây thì bên tay trái mình chỉ là một sản phẩm động cơ điện Bizam hoàn thiện, và bên tay phải mình thì mình đã tháo tất cả những bộ phận của động cơ điện Bizam để sau các bạn thấy được cái bên trong cũng như là cái mức độ hoàn thiện của động cơ điện Bizam như thế nào. Đầu tiên để nhận biết được một cái sản phẩm động cơ điện Bizam thì các bạn sẽ thấy được, đầu tiên đó là cái nước sơn màu xanh lá cây. Đó, cái màu xanh lá cây thì nó biểu hiện cho môi trường xanh, thì đây cũng là một trong những cái quan điểm của thương hiệu Bizam khi sản xuất động cơ điện hiệu suất cao và hướng tới một cái môi trường xanh, sạch và đẹp. Và các bạn sẽ thấy được cái phần chân đế của nó sẽ là hộp điện nằm ngang, với dòng chân đế nó sẽ là hộp điện nằm ngang. Đó, cái phần sơn thì các bạn sẽ thấy được là sơn của thương hiệu Bizam thì không giống bất kỳ một thương hiệu nào tại Việt Nam, tại vì nó có một màu xanh lá cây rất đặc trưng, nó không phải là màu xám mà màu xanh biển như một số thương hiệu khác, thì nó một cái màu rất là đặc trưng và các bạn có thể rất dễ dàng để có thể nhận biết được. Tiếp đến cái phần tem, các bạn sẽ thấy được cái tem thì nó sẽ là tem màu đen bóng, và tất cả những thông số được bắn bằng laser, bằng thiết bị máy laser chứ không phải in hoặc là scan lên cái phần này. Thì đây là cũng là một cái ưu điểm của cái tem này, tại vì sau này khi mà nó mờ đi thì cái thông số bắn bằng laser thì nó vẫn còn nguyên. Cái phần hộp điện thì các bạn sẽ thấy được thương hiệu Bizam thì họ dán cái phần hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt rất dễ dàng, bất kỳ một người kỹ thuật nào cũng có thể xem cũng như là làm theo hướng dẫn sử dụng một cách đơn giản nhất. Phần trục cốt thì các bạn sẽ thấy là sẽ được bảo vệ bằng một cái nắp nhựa như này. Đó, bằng một cái nắp nhựa như này để bảo vệ trục cốt, giúp cho không bị ảnh hưởng tới môi trường và va đập trong quá trình vận chuyển cũng như là quá trình lắp đặt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi về cấu tạo bên trong của cái động cơ điện thương hiệu Bizam. Các bạn sẽ thấy đây, phần gang thì nó được đúc rất là dày, phần dây đồng, đó, dây đồng thì được hãng công bố là tất cả đều được làm từ đồng chuyên dụng 100%. Đấy. Về phần rotor, các bạn sẽ thấy được rotor có một điều đặc biệt ở đây mình thấy, đó là động cơ điện Bizam thì sử dụng vòng bi NSK của Nhật Bản, và vòng bi NSK thì là một trong năm cái thương hiệu vòng bi tốt nhất thế giới hiện tại. Cái phần này thì mình sẽ xoay, các bạn sẽ thấy rất là nhẹ, các bạn nhả ra nó vẫn rất là trơn tru. Đó, tại vì khi một động cơ điện mà có cái vòng bi trơn tru thì trong quá trình hoạt động nó sẽ giảm nhiệt rất là nhiều. Cái phần trục cốt thì được hãng công bố là tôi thấm bằng carbon, tạo độ cứng cũng như là độ bền tốt hơn so với những cái trục cốt tôi bình thường. Đây là cái phần chụp gió của nó, các bạn thấy đây. Cái phần chụp gió thì tất cả những động cơ điện thương hiệu Bizam thì hiệu suất cao từ IE2 trở lên đều được dán nhãn tiết kiệm năng lượng ở đây, để cho bạn dễ hiểu hơn về cái tiết kiệm năng lượng và hiệu suất cao IE2, IE3, IE4. Thì các bạn đơn giản là khi sử áp dụng cái hiệu suất cao IE2 trở lên thì tất cả những cái động cơ nó phải sử dụng tất cả những cái chi tiết nó chính xác hơn so với IE1, cũng như là cái chất lượng nó tốt hơn. Kèm theo đó thì khi đạt được chứng nhận hiệu suất cao, và khi các bạn mua bất kỳ một động cơ điện nào thì nếu mà được dán nhãn năng lượng này, có nghĩa là động cơ phải được test và đảm bảo rằng nó đạt hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng. Thì ở đây mình đang có một cái bảng test hiệu suất năng lượng của động cơ điện Bizam được chứng nhận. Đó. Đây, được chứng nhận bởi Viện Cơ khí Năng lượng Mỏng Vinacomin. Các bạn sẽ thấy. Đây thì mình sẽ lật cho các bạn thấy này. Đó. Nó sẽ từng bảng test một, khi đây có chữ ký hoàn toàn rất rõ ràng, đây có phần tem và hình ảnh sản phẩm thực tế khi test ở bên viện. Và khi các bạn mua bất kỳ một cái sản phẩm động cơ điện đến từ thương hiệu nào mà có cái chứng nhận hiệu suất cao thì các bạn có thể yêu cầu họ
xuất trình cái phần này để chứng minh rằng động cơ đó đã được test hiệu suất cũng như là đạt cái hiệu suất năng lượng và cái hiệu suất cao E2, E3 và E4. Vừa rồi mình đã chia sẻ các bạn về về động cơ điện diesel hiệu suất cao E2 trở lên, cũng như là chia sẻ đôi chút về cái chứng nhận chất lượng, chứng nhận tiêu chuẩn hiệu suất cao. Nếu như bạn quan tâm cái dòng sản phẩm động cơ điện diesel Việt Nam thì các bạn có thể truy cập website của hãng, đó là dieselvietnam.com, hoặc các bạn có thể truy cập website denmark.com để xem nhiều hơn những sản phẩm động cơ điện diesel Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.